Kính chào quý vị và các đồng chí đang đến với chuyên đề Quốc phòng toàn dân của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng gửi đến các bà, các mẹ, các chị, đặc biệt là những nữ cán bộ chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính chúc các chị luôn giữ vững danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, luôn là niềm tự hào của gia đình, đồng đội và người thân. Thưa quý vị và các đồng chí, vượt qua những khó khăn trong công tác và cuộc sống, những năm qua, Hội viên Phụ nữ Trung đoàn 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã nêu cao phẩm chất, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Tiêu chí người phụ nữ quân đội 4 tốt, hội đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, thu hút chị em tham gia hưởng ứng nhiệt tình, mang lại hiệu quả cao trong công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Mở đầu chương trình tuần này, chúng ta cùng theo dõi phóng sự phong trào phụ nữ ở đơn vị hai lần anh hùng này. Đã thành nề nếp, hàng tuần vào các buổi chiều, chị em phụ nữ ở Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 lại tập trung đông đủ cùng tham gia rèn luyện sức khỏe và những bài tập làm đẹp bản thân. Mô hình câu lạc bộ phụ nữ khỏe và đẹp được triển khai từ đầu năm 2022 đã giúp chị em có thêm sân chơi bổ ích, đầy hứng khởi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Với 18 hội viên, đa số đều làm công việc chuyên môn như nhân viên nấu ăn, văn thư bảo mật, công việc vất vả kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Ban chấp hành Hội Phụ nữ Trung đoàn đã tham mưu chỉ huy các cấp triển khai hiệu quả các hoạt động quan tâm, hỗ trợ cán bộ, hội viên hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức đóng góp nguồn quỹ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị và khu dân cư. Đến nay, Hội Phụ nữ Trung đoàn đã huy động được nguồn vốn lên tới gần 100 triệu đồng, đã hỗ trợ được khoảng 2 lượt vay trên một năm cho chị em có hoàn cảnh khó khăn hoặc là để cần vốn để phát triển kinh tế gia đình. Chị em đoàn kết, gần gũi, thương yêu nhau hơn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như là vị trí vai trò trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn và cái tinh thần tham gia công tác hội phụ nữ rất là nhiệt tình và tự giác, tự nguyện. Thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, từ năm 2021, Hội Phụ nữ Trung đoàn 271 đã nhận đỡ đầu 3 cháu nhỏ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong đó có cháu mới được 1 tuổi đang ở với ông bà ngoại. Hàng tháng, các chị đã tổ chức tặng quà mỗi cháu gồm 20 kg gạo, sản phẩm từ tăng gia sản xuất, các loại gia vị, mắm muối, bột ngọt, dầu ăn v.v. Ở Sư đoàn 5 cũng như Trung đoàn 271, mô hình tiếp sức mùa huấn luyện đã được các cấp hội phụ nữ triển khai hiệu quả. Bằng tình cảm trách nhiệm sẻ chia yêu thương cùng các chiến sĩ trong mùa huấn luyện, những ly nước mát nặng nghĩa tình của các cô, các chị đã tiếp thêm sức mạnh giúp chiến sĩ vượt khó vươn lên, quyết tâm huấn luyện giỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cả đảng ủy chỉ huy trung đoàn, cấp ủy chỉ huy, các cơ quan đơn vị đều hết sức quan tâm đến công tác hội và phong trào phụ nữ, dành kể cả về điều kiện vật chất, điều kiện tinh thần, về thời gian để cho phong trào hội triển khai các cái hoạt động làm sao mà đạt được cái hiệu quả thiết thực nhất. Với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tinh thần nhiệt huyết của hội viên tiếp tục được phát huy, tạo động lực để phong trào hoạt động công tác phụ nữ và chương trình hành động của Hội Phụ nữ Trung đoàn ngày càng phát triển. Những nữ quân nhân ở đơn vị hai lần anh hùng vẫn đang thầm lặng cống hiến, khẳng định tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Thưa các đồng chí và quý khán giả, sáng ngày 18 tháng 10, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy quân sự huyện với Đảng ủy các xã thị trấn trong lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội giai đoạn 2016-2021. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Đảng ủy viên, Đảng ủy quân sự tỉnh, đồng chí Lê Kim Bằng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Xuân Lộc. Giai đoạn 2016-2021, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy quân sự huyện với Đảng ủy các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đi vào thiết thực, hiệu quả.
đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh, đặc biệt trên các hướng phòng thủ, địa bàn trọng yếu, khu vực quan trọng. Phối hợp hoạt động tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, kịp thời huy động lực lượng phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Đặc biệt trước đại dịch Covid-19 lần thứ tư, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động 573 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch, phối hợp tham gia quản lý điều hành phục vụ tại hai khu cách ly, 95 tổ chốt chặn kiểm soát giao thông khu vực cách ly phong tỏa. Riêng lực lượng quân sự đã trao tặng 1.300 phần quà, 4,5 tấn rau củ quả các loại, 5 tấn gạo cho lực lượng dân quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch với tổng số tiền 738 triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng năm đã phối hợp với các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện tổ chức 15 đợt dân vận và chương trình Tết quân dân gắn với thực hiện phong trào lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện với tổng nguồn lực vận động trên 2 tỷ đồng. Tại hội nghị, Đảng ủy quân sự huyện đã ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy 15 xã thị trấn phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2022-2027. Thưa quý vị khán giả, sáng ngày 18 tháng 10 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 đã khai mạc hội nghị tập huấn công tác quản lý, sử dụng xe công trình, sửa chữa vũ khí trang bị cấp chiến thuật năm 2022. Về dự khai mạc hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Hoài Nam, chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu 7, Đại tá Phạm Quyết Chiến, trưởng phòng tham mưu kế hoạch Cục Kỹ thuật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai có Đại tá Ngô Quang Thuấn, phó chỉ huy trưởng và đông đảo cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật cùng tham dự. Đợt tập huấn lần này diễn ra trong hai ngày 18-19 tháng 10, thống nhất và giới thiệu một số nội dung công tác quản lý, sử dụng xe các loại, trang thiết bị vật tư, trang bị và trao dồi chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ nhân viên tại các đơn vị vận hành, thành thục và khai thác tốt các chức năng của xe công trình được cấp mới. Qua đó nâng cao trình độ năng lực, khả năng sửa chữa cơ động các loại vũ khí trang bị v.v. góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả, đảm bảo đúng kỹ thuật trong mọi tình huống, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, hiện đại hóa ngành kỹ thuật trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Hoài Nam, chủ nhiệm kỹ thuật Quân khu 7 đề nghị các đồng chí tham gia lớp tập huấn chấp hành nghiêm quy định của ban tổ chức lớp học, đảm bảo đầy đủ các giờ học lý thuyết và ôn luyện thực hành để đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện phải nỗ lực tận tình hướng dẫn giúp đỡ học viên, truyền đạt kiến thức dễ hiểu, dễ tiếp thu để hoàn thành tốt nội dung theo quy định cấp trên và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị. Ngày 18 tháng 10 tại trường bắn quốc gia khu vực 3 Xuân Lộc, Đồng Nai, Trung đoàn 31 Sư đoàn 309 Quân đoàn 4 đã tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cấp đại đội năm 2022. Đại tá Võ Tiến Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn và lãnh đạo Chỉ huy Sư đoàn 309 đã đến theo dõi chỉ đạo đơn vị. Tại khu vực núi Mây Tàu, Chỉ huy Trung đoàn 31 đặt ra tình huống cho một số đại đội thuộc tiểu đoàn bộ binh 7 thực hành bắn chiến đấu với các đề mục đại đội bộ binh phòng ngự và đại đội bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không. Ngay sau khi có lệnh chiến đấu của trên, các đại đội đã tổ chức phát triển chiến đấu chiếm lĩnh trận địa, triển khai tiến công và phòng ngự theo ý định của trên. Đồng thời, vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận, kỹ chiến thuật với thực tế địa hình, địa vật, liên tục áp chế tiêu diệt sinh lực địch. Hầu hết các mục tiêu giả định địch đều bị tiêu diệt theo kế hoạch. Trong đó, nhiều mục tiêu trên không, trên bộ đã bị hỏa lực của đơn vị tiêu diệt ngay từ những loạt đạn đầu. Diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây chính là kết quả của quá trình tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng, đủ nội dung, khoa mục của đơn vị. Thông qua diễn tập, chỉ huy các cấp sư đoàn 309 rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Dự đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 33.000 hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh.
Trước khi diễn ra phiên khai mạc chính thức, sáng ngày 13 tháng 10, đoàn đại biểu dự đại hội đã đến dâng hương, dâng hoa viếng anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Buổi chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành phiên trù bị. Tại phiên làm việc này, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội. Trong phiên khai mạc chính thức đại hội, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh luôn giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tham mưu cho cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cựu chiến binh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ. Trong đó có 6 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn nêu lên những hạn chế cần phải khắc phục như nội dung, hình thức sinh hoạt, hoạt động ở một số hội cơ sở, nhất là chi, phân hội, câu lạc bộ, cựu quân nhân chậm đổi mới, chất lượng chưa cao, nhận thức của một số hội viên chưa theo kịp sự phát triển trong giai đoạn mới, thực hiện các quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền, đoàn thể nhiều địa phương chưa thường xuyên, tham gia giám sát, phản biện xã hội ở một số cơ sở hội chưa chủ động, kịp thời. Để khắc phục những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa hoạt động hội ngày càng phát triển rộng khắp, hiệu quả thiết thực, Ban chấp hành hội cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đặc biệt chú trọng 3 khâu đột phá. Cái đột phá thứ nhất là tập trung xây dựng hội là vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Cái đột phá thứ hai là chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ là theo cái chuẩn quy định 02 của tỉnh, đồng thời là đội ngũ cán bộ phải thực sự là những người gương mẫu, những người luôn tạo được sự đoàn kết, sự thống nhất để tạo thành cái sức mạnh tổng hợp của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong cái thời gian tới. Cái đột phá thứ ba là chúng tôi tập trung xây dựng và phát huy cái phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua. Lãnh đạo tỉnh ủy và Trung ương hội đề nghị quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng. Tại đại hội, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Sơn trao tặng đại hội bức trướng có nội dung giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng hội vững mạnh. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 7 gồm 25 đồng chí, thiếu 2 đồng chí, 9 đồng chí tái cử. Hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu đại tá Nguyễn Văn Phơi, nguyên phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đại tá Huỳnh Công Phúc, phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6, tái đắc cử chức phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 7. Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí dự đại hội đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian tới. Đấy, thì chúng tôi quyết tâm là thế nào năm 2000, nhiệm kỳ 2022-2027 thì cố gắng nâng cao về chất của các cái hoạt động liên quan đến phong trào cựu chiến binh, đặc biệt là 7 nội dung và 40 tiêu chí của cái phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu mà hiện nay là Trung ương đang phát động. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017-2022. Đến đây thì chương trình Quốc phòng toàn dân kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai xin được khép lại tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình kỳ sau.